Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tùng. Thì hôm trước mình có làm cái video, đây, video là túc đá xác minh danh tính cho con Via bị từ chối. Thì rất nhiều anh em nhắn tin cho mình hỏi là sử dụng cái phôi xác minh danh tính của con Via 273 hay là cái con đã bị chết. Thì cái video này mình làm ở đây và trên cái này mình đã nói rõ rồi. Thì đây chúng ta đá xác minh danh tính cho con Via đã chết. Hình dung nhỉ? Tức là cái con Via mà đã bị 902 hoặc là cái con Via đã chết bị từ chối xem xét này. Mày dùng nhỉ? Thì chúng ta dùng phôi của cái con này chứ không phải là cái con vôi, phôi của con Via 273 đúng nhỉ? Đấy, không biết thì nhiều bạn xem kiểu gì mà Xin cứ hướng nhắn dẫn tin mọi cho người là cách mình, rất nhiều bạn nhắn tin cho mình đây, hỏi chúng câu đây hỏi là rất là một tài ngớ ngẩn như khoản vậy. mà đã bị hạn chế quảng cáo Đây. và Đấy. nó bị mất, cái việc xác minh danh tính đúng không nhỉ, cho cái lần mà chụp. Đấy, ví dụ đây là con Via này, con Via này có thể là con Via này đã bị, ví dụ các bạn xác minh tính và nó xịt và nó mất cái nút rồi. Hoặc là các bạn còn có con Via bị 902 bị hạn chế tài quảng cáo vĩnh viễn rồi thì các bạn có thể sử dụng. Đây, mình sẽ tua nhanh. Đây, ví dụ đây là mình lấy một con Via khác. Con Via này thì chả làm sao cả, mọi người nhé. Đó, cho là mình tua lại cho mọi người xem. Đấy, cái con Via này thì nó chả làm sao. Đây, nói chung là lấy con Via này đi. Lấy một con Via này, có tên như này. Như ví dụ của mình là con Via như này. Thì nó không bị làm sao cả, nó không bị hạn chế quảng cáo và nó đang có một cái tài khoản quảng cáo bị 9 à, bị 273 thôi. Bị 273 thì mình share sang cho cái con Via mà bị đai này. Đây, share cho con Via bị đai như này. Thì con Via này tự nhiên nó có ở đây nó có một tài khoản quảng cáo nhỉ. Đấy, Fiza này thì nó có thêm một cái tài khoản quảng cáo nữa. Thì sau khi share xong thì đến đây. Đấy, nó đến chúng ta kháng cái tài khoản quảng cáo mà chúng ta share sang thì nó bắt xác minh danh tính. Thì đây chúng ta sẽ xác minh danh tính cái con Via là cái con Via đầu. Cái con Via chết này này, hình dung nhỉ? Chúng mình sẽ dùng cái phôi, dùng cái thông tin, dùng cái chứng minh thư hoặc giấy phép lái xe của con Via chết này để kháng, để làm gì, để mở con này ra để con này không bị hạn chế vĩnh viễn nữa. Chứ cái con mà bị không bị làm sao, con bị 273 nhưng mà không bị, đấy con này bị 273 nhưng mà không bị hạn chế cái con Via thì làm sao mà chúng ta cần phải kháng, làm gì. Nhiều bạn có những câu hỏi rất chi là ngớ ngẩn như vậy, các bạn hình dung nhỉ. Thì xin nhắc lại này, đấy, cách này là để chúng ta kháng cái con Via bị 902 hoặc con Via mất cái nút kháng. Ok chưa nhỉ? Và phôi ở đây đó chính là phôi của cái con mà bị hạn chế quảng cáo chứ không phải là phôi của cái con bị 273 xe sang. Các bạn hình dung nhỉ? Đó, thì rất nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi một cái cách mình thấy là rất là gọi là lơ tơ mơ luôn. Đấy, các bạn phải biết mục đích của cái việc đấy để làm gì chứ. Các bạn nếu như các bạn mà xe sang, các bạn kháng con phôi 273 thì có tác dụng gì đâu nhỉ. Ok, xin chào. Đấy, xin chào tất cả mọi người. Thì cái video này là cái video để trả lời cho rất nhiều bạn nhắn tin cho mình với câu hỏi đấy, thì mình thật sự mệt mỏi và mình không muốn trả lời, thì hôm nay mình làm cái video để trả lời cho anh em nhé, để anh em có thể là tham khảo. Đấy, cái điều căn bản thế này mà anh em còn không hiểu thì anh em rất khó để chạy quảng cáo Facebook vào thời điểm hiện tại. Mình rất rất khó để chạy quảng cáo Facebook hiện tại và chắc chắn là chạy chỉ có chết thôi mà không thể sống được. Và như vậy thì tốt nhất là anh em nên chuyển nền tảng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.